Sự tích Con sư tử. Ngày xưa ngày xưa, ở một vương quốc huyền diệu nọ, có một chàng hoàng tử vừa mới lên ngôi hoàng đế trị vì vương quốc. Nhưng ngay lập tức chàng muốn đi học phép thuật để củng cố đất nước. Chàng quyết định đi tìm một ông thầy bùa chú rất nổi tiếng về phép thuật để học tập. Hoàng hậu rất buồn vì ý định của hoàng đế vì nàng sợ sự chia ly và lại trên đường đi có rất nhiều nguy hiểm, khó khăn nhưng hoàng đế trẻ đã quyết vào một ngày kia chàng lên đường ra đi cùng với bốn người tùy tùng. Đường đi rất khó khăn, phải băng qua những sa mạc rộng lớn và đi vào những vùng rừng sâu núi thẩm đầy thú dữ. Nhưng vì họ quá khao khát phép thuật, quyền hành sau này, cho nên những khó khăn chẳng cản được họ. Ba tháng cực khổ, đói và khát, hoàng đế và bạn hữu của chàng cuối cùng cũng đến được chỗ của vị thầy tu. Vị thầy tu cảm động vì sự dũng cảm của họ nên chấp nhận cho họ học nghề. Nhưng ông ra một điều kiện, đó là họ phải hứa xử trí một cách đạo đức không bao giờ giết hại bất kỳ sinh vật nào cả nếu tay họ chỉ một lần vấy máu thôi thì tất cả phép thuật sẽ biến mất đi hoàng đế đồng ý sau khi học được những phép thuật từ vị thầy tu họ rất vui mừng và bắt đầu lên đường trở về vương quốc của mình nhưng đi được một tháng hoàng đế và bạn hữu của chàng lạc trong một khu rừng dày đặc họ không nhận ra những đường xưa nữa và thấy tất cả mọi vật xung quanh họ đều lạ lùng lúc đó hoàng hôn răng bủa và đêm khuya bỗng nhiên ôm trùm tất cả cả cánh rừng tối om những vòm lá ngàn cây tre mịt mù cả trời đen thui không cho thấy những ngôi sao nào để mà nhắm hướng xung quanh họ bắt đầu vang lên hàng trăm thứ tiếng của các loài thú rừng hoàng đế và các bạn hữu chàng bắt đầu sợ hãi họ bàn với nhau dùng phép thuật để biến thành một con thú vật rất mạnh bạo to lớn dữ tợn có thể tự bảo vệ và làm khiếp sợ những con thú khác vì thế Hoàng đế bắt đầu biến thành đầu một con vật, bờm tóc như vương miện. Ông đại tướng làm theo ngay và biến thành thân người của con động vật ấy. Bốn người tùy tùng kia thì biến thành bốn chân. Còn lại ông thầy địa, do dự một lúc, rồi biến thành cái đuôi. Con vật ấy có dáng đi hùng dũng như một vị vua nên các con thú rất sợ và không tấn công nó. Hoàng đế và bạn bè ở như vậy suốt cả đêm dài. Nhưng lúc gần sáng, thì có một con nai non đi qua gần đó. Con sư tử rất đói vì cả ngày chưa ăn, bỗng chìa cánh tay ra, bắt con nai bằng vuốt nhọn và hai tay giữ mạnh, cắn cổ nai và xé thịt ăn ngon lành. Mõm nó còn đỏ máu lúc mặt trời dần dần thức dậy. Nó muốn biến lại thành người để tiếp tục đi về vương quốc. Nhưng đột nhiên nó nhớ lại là nó đã dùng phép thuật để giết một con thú vật rồi. Lúc đó nó mới biết là nó sẽ không bao giờ trở thành người lại được nữa và luôn luôn phải sống làm kiếp con sư tử các bạn hãy like share và đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm nhiều clip nữa nhé cảm ơn các bạn